Bố ơi, em bé có sinh không ạ? Bố ơi, cho con vào với mẹ đi. Bố ơi, bố. Con lạy bố, con lạy mẹ. Không có ở đây, không biết đi đâu được nữa. Thôi đi về. Cãi nhau thì cũng cãi nhau rồi, bây giờ em với chị về nói với bố như thế nào cho bố yên tâm. Bố là người lớn, giận một tí rồi thôi. Chị lo con bé Dương lắm. Đã trẻ con, lúc nào cũng nghĩ là mình khôn đấy. Chị bị làm sao nhở? Em với chị có cộng lại cũng không đầu gấu bằng cái móng tay của nó. Dương nhà mình thì đúng là nó cũng hay đánh người thật, nhưng mà không bao giờ nó đánh mà không có lý do. Tại sao nó lại đánh ông Khải? Hay là có chuyện gì? Cứ đoán giả đoán non mãi. Này, cầm lấy. Đi tìm em nó về, nhanh lên. Này. Đến muộn thế, tôi chết khát rồi đấy. Tớ chạy tốc độ bàn thờ rồi đấy. Mà sao hôm nay lại thèm trà sữa giờ này? Đừng nói với tớ là cậu vừa khóc đấy nhá. Ê, rảnh không? Không rảnh đến đây làm gì? Đi bà đi. Đi bà á? Ừ. Chứ có phức tạp không? Điên à? 19 tuổi đầu rồi, đi bà thì làm sao? Với cả đồ uống ở đấy đắt lắm. Tớ lại... Này, cậu khinh thường tớ từ bao giờ đấy? Tớ đã bao giờ thiếu tiền chưa? Thì cậu khao nhá. Hỏi thừa. Có đi không? Nhanh lên. Nhảy với bạn à? À em thôi ạ. À. Em mới đi lần đầu à? Dạ vâng ạ. Đi ra nhảy với anh cho vui nha. Ra nhảy một tí cho vui. Em không biết nhảy đâu ạ. Ừ, không nhảy thì
một đêm nhá. Anh cô đơn lắm, buồn nhá. Em không ạ. Ôi dồi, không cái gì. Da trắng như thế này, môi lại còn đỏ nữa. Nhá. Không đi thì thôi. Đi ra đây nhảy. Danh dạy nhảy. Mới đầu thì phải dạy nhảy. Nào để tay vào đây. Rồi đúng rồi. Nào nhảy nào. Thả lỏng với người ra. Rồi. Ok kìa nào. Con kia. Bỏ cái tay ra. Mày gọi ai là con? Ôi. Không con thì thằng chắc. Bỏ. Không phải ai thì quyền đánh tao. Nhớ chưa? Cút. Hôm nay bà mới hiền. Không bị bà mút mắt mày ra lâu rồi. Không biết. Không hiểu ai mà là con điên. Nhảy đi. Bố. Bố. Vẫn không thấy nó à? Không. Có thấy mà bố. Nó đang ở đâu? Dạ nó đang ở nhà bạn ạ. Còn nói dối bố làm gì nữa hả con? Mà bây giờ biết tìm nó ở đâu cơ chứ. Này, hay là mình báo công an hả con? Hay là thế? Báo công an làm sao được ạ? Mất tích 2 ngày người ta mới thụ lý. Bây giờ bố con mình kéo lên đấy, người ta mắng cho rồi đuổi về ấy chứ. Thế bây giờ phải làm thế nào? Ôi dồi ôi, thôi mệt quá đi. Tốt nhất là bây giờ bố lên nhà đi ngủ đi bố ạ. Đây có phải là lần đầu tiên nó bỏ đi đâu. Lần trước thì nó đi chơi game. Lần trước nữa nó đi về nhà ông bà ngoại. Cả nhà mình cứ nháo nhào đi tìm, xong cuối cùng chỉ có mỗi mình nó ấm thân. Chị ôi, đâu đấy? Để con đi một vòng tìm em. Đã bảo là thôi rồi lại còn. Bố lên đi ngủ trước đi. Đưa bố lên nhà đi. Con vào đi ngủ đi. Bố cũng vào đi ngủ đi. Bố thử quyết liệt với nó một lần này xem sao. Sao bố cứ thế nhở? Bây giờ bố cứ ăn no ngủ kỹ để cho nó biết thân. Bố càng lo cho nó càng bờn nhờn, kệ nó. Bố biết, con đi ngủ đi. Bố chờ em thêm một tí nữa thôi. Nhưng mà bố không vào làm sao con ngủ được. Được, rồi bố sẽ vào ngay nhá. Đi. Bố vào luôn đấy nhá. Cái gì? Định nhảy đến sáng hả? Dạ không ạ. Bố không phải như thế đâu ạ. Cảm ơn anh. Em cảm ơn ạ. Đi về. Cả cháu nữa. Dương. Dương ơi. Cậu ý đâu ấy? Về chứ ý đâu. Để bố tớ trở về. Không cần đâu, tớ tự về được. Từ từ đã. Dương, giờ này khuya rồi, rất nguy hiểm, để chú đưa cháu về. Cháu không phải con chú, nên cháu không có nghĩa vụ phải nghe chú. Này,
Cháu nói như thế, cháu là đứa con ngoan đấy nhỉ? Hay là để chú gọi điện cho bố cháu đến đưa cháu về? Thôi bố. Chú nói này, cháu chơi thì cũng đã chơi rồi, phá thì cháu cũng đã phá rồi. Chú không biết là cháu gặp chuyện gì, nhưng cháu đã lôi thằng Bảo, rồi cả chú nữa, vào cái cuộc chơi này. Bây giờ mệt mỏi lắm rồi, đi về, hay là để chú xách lên xe? Bố ơi, thôi ạ. Dương, con ăn cháo nhé. Cháo hải sản đấy, bố vừa nấu xong. Con cứ đi nghỉ đi. Chị đi tắm là đi ngủ đi, đứng đi làm gì? Tí nó lên đây em cho một trận. Đang lên đấy. Em nói nhẹ nhàng thôi nhá. Không nhẹ nhàng được. Mày đi đâu bây giờ mới về? Gọi điện thì không nghe máy, không thông báo với ai một câu. Cả nhà lo lắng đi tìm. Thôi. Từ tối đến giờ em đi đâu? Em ở hàng game thôi. Mày đừng có mà điêu. Tao với Bảo Huệ ra đấy tìm một thấy đâu. Đi đâu thì cũng phải gọi điện cho chị. Thế chị gọi điện thì cũng phải nghe lấy một tiếng cho chị yên tâm chứ. Có biết là bố lo lắng cho em lắm không? Từ lúc em đi đến giờ, bố cứ lọ mọ ở dưới nhà, còn nấu cháo cho em nữa đấy. Cháo lão làm gì? Đánh thì cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, mà ghét bỏ thì cũng ghét bỏ rồi. Mày đừng có ăn nói kiểu đấy. Bố có thương mày, có lo cho mày thì bố mới thế. Nếu không còn lâu. Thôi đi. Tức không chịu được ấy chứ. Lần này là tại chị. Mày có trách thì trách chị đây này. Chuyện riêng của gia đình chị, chị không dám nói với bố. Chính vì thế mà bố không hiểu. Bố đánh em vì không tin em, không phải là vì chị. Em không được nói như thế, khổ cho bố. Em không thấy là mỗi lần bố đánh em hay mắng em, bố đều nấu cháo cho em à? Đấy chính là cách thể hiện sự quan tâm của bố đấy. Em nghĩ đấy cũng chỉ là áy náy thôi, chưa chả yêu thương gì đâu. Em vẫn luôn dư thừa như cái tên mà bố đặt cho em trong giấy khai sinh mà. Chị không cần phải nói với nó nữa. Chị có nói thế, nói nữa nó cũng không hiểu đâu. Có khi nào bố ghét em do bố nghĩ mẹ mất vì sinh em ra không? Sớm thế ạ? Bố đi sửa cho người ta tí điện. Vâng, con chào bố ạ. Huệ này. Dạ. Hay là tối con gọi điện cho thằng Khải sang ăn cơm nhá. Dạ vâng. Khải, lúc nào cũng Khải. Này, tối anh sang, thái độ của con phải nhớ cho đúng mực đấy.
Mà khổ thân thằng Khải, gọi điện cho bố hỏi thăm con mà cứ xoắn nít cả lên. Chắc là sợ gọi cho con không nghe máy. Chẳng qua nhục quá nên không dám gọi đâu bố ạ. Con nói cái gì đấy? Tối anh sang, nhớ xin lỗi một câu đấy. Con không sai việc gì phải xin lỗi. Dương, sao con bướng thế nhỉ? Anh ấy chỉ lỡ tay thôi, phải cho anh ấy một cơ hội để sửa sai với chị con. Cái gì? Bố nói anh ấy chỉ lỡ tay thôi á? Dương, chứ sao? Chị để im, giấu giếm mãi người khổ cũng chỉ là chị thôi. Con nói luôn cho bố biết nhé, con gặp anh ta ở nhà nghỉ nên mới đánh đấy. Dương, con với Bảo đi vào đấy cũng chỉ là để theo dõi anh ta thôi. Còn con thích ý, con cũng chẳng bao giờ vào những cái chỗ bẩn thỉu như thế cả. Có khi nào nó vào nhà nghỉ có việc hay là giao hàng? Con biết ngay mà. Con chưa kịp giải thích thì bố đã quy tội. Bố còn chưa biết anh ta làm gì bố đã chối hộ rồi. Thì công bằng ở đâu? Tiện đây con nói luôn, anh ta đi vào đấy đánh bạc, đánh hết sạch tiền mua nhà, lại còn định lấy cả nữ trang của chị con đi chơi tiếp nữa, nên mới đẩy chị con ngã, chứ chẳng có lỡ tay gì đâu. Chuyện như thế sao con lại giấu bố? Con... Để con làm cho. Con làm được à? Dạ vâng ạ. Từ nay con sẽ giúp bố nhiều hơn. Cô chắc không? Dạ con chắc ạ. Bố, cả con giúp nữa bố. Thế con cũng chưa ngủ à? Con chưa. Con giúp được bố cái gì nào? Con sẽ giúp bố được rất nhiều việc luôn. Ừ. Vậy. Dạ. Nếu bố đón em Dương về, con có trông được em không? Dạ, con trông được ạ. Con lớn rồi mà. Con cũng trông nữa. Cô chắc không? Dạ có ạ. Bố đón em về đi ạ. Bố có trách có mắng gì con thì bố cứ nói đi ạ. Bây giờ các anh các chị trưởng thành rồi, những lời tôi nói không lọt lỗ tai các anh các chị nữa. Bố, chúng con có bao nhiêu tuổi thì vẫn là con của bố. Có phải bố biết hết rồi ạ? Tôi không có con trai, tôi chỉ có 3 đứa con gái. Cái anh Thư thì nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng cũng dễ ẩu, dễ mắc sai lầm.
Thì Dương thì bương bướng, khó bảo. Chỉ có cái Huệ, chưa bao giờ tôi phải nặng lời với nó cả. Anh cũng biết là nó mất mẹ từ năm 8-9 tuổi. Ở cái tuổi mà đáng lẽ được vòng tay của mẹ yêu thương chăm sóc, thì nó lại phải thay mẹ chăm sóc các em, lo từ cái ăn, cái ở, cái học. Nó nhẫn nhịn, chịu đựng, biết hy sinh. Tôi thương nó lắm. Thế còn anh? Anh thì sao nhỉ? Anh không thương nó thì anh lấy nó làm gì? Bố, bố biết con thương Huệ mà. Anh thương nó mà anh cờ bạc, anh đối xử với nó như thế à? À, anh đánh nó, anh đẩy nó ngã, làm mất cả đứa con ở trong bụng. Con anh, nhưng nó cũng là cháu tôi. Bố có mắng con thế nào cũng được, Huệ có giận con thế nào cũng được, nhưng con không thể mất cô ấy bố ạ. Bố ơi, bố giúp con bố nhá. Ngày xưa anh tốt lắm, anh hiền lành, anh chân thành đến với nó. Tôi yên tâm gả nó cho anh. Còn bây giờ thì sao? Anh bảo tôi có yên tâm được nữa hay không? Sao để cá cháy thế này? Con làm sao mà biết được ạ? Việc của chị Huệ là rán cá, còn con là nhặt rau cơ mà. Thế cái Huệ đâu? Bố, bố về rồi ạ? Ôi chết rồi, cá cháy rồi. Sao để cá cháy thế? Cô Xuyến mua miến nên con mang sang cho cô ý ạ. Lý do lý châu. Mang đồ đi. Tao bảo mang đồ đi. Thôi, để đấy, cháy cũng ăn, ăn cho chúng mày nhớ. Tại chị đấy, chị bảo em trông cá cơ mà. Thế mà em vẫn cười được. Còn anh thì đang muốn phát điên lên đây. Bố ơi, em bị sốt ạ. Xem nào. Sao sốt cao thế mà con không gọi bố? Thôi, giúp bố cho em đi bệnh viện. Con ở nhà trông nhà nhá. Ở thời điểm đó thật là kinh khủng. Kinh khủng. Nhiều lúc bố còn oán trách mẹ con là sao bỏ bố lại một mình. Đàn ông, dù không cố ý, nhưng khi đã chung sống với một người phụ nữ, không ít thì nhiều cũng ỷ lại, cũng phụ thuộc vào người phụ nữ đó con ạ. Thằng Khải cũng thế thôi. Mới có mấy hôm mà trông nó hốc hác hẳn đi. Bố nói thế không phải là để bênh thằng Khải. Bố cũng không khuyên con là tha thứ hay là không tha thứ. Hạnh phúc của con còn quan trọng hơn nỗi buồn của người khác. Chỉ cần con suy nghĩ kỹ thì con quyết định thế nào bố cũng ủng hộ. Nhưng có một điều làm bố suy nghĩ mãi. Cái chuyện thằng Khải đánh bạc ấy, chắc chắn không phải là ngày một, ngày hai. Sao con lại giấu bố? Con cũng lớn rồi, con phải tự biết lo cho cuộc sống của mình chứ ạ. Với lại,
con không muốn bố phải suy nghĩ nữa. Giờ đây nhiều lúc bố cứ thấy mình thừa thãi. Gì ấy? Làm sao ấy? Vẫn vụ ông Khải à? Chuyện của các con mà bố chẳng biết gì cả. Đi. Ôi dồi ôi, đời là mấy, vui lên chứ lị. Xôi vừa thôi, xôi quá là chào đấy. Đi. Con chào bố em và chị em đi học ạ. À. Bố. Gì? Hôm nay mặc bộ này đẹp này. Giời. Em đi đâu đấy? Em kể cả có đi mua chai nước mắm em cũng phải xinh. Bố ơi bố, con thông báo với bố một tin này nhá. Cả nhà mình phải chuẩn bị tinh thần đi để chào đón một ngôi sao sắp nổi. Trời, kinh chưa? À này, con nhắc đến nước mắm bố mới nhớ. Nhà mình hết sạch nước mắm rồi. Chiều về mua luôn cho bố một lít nhá. Bố này! Ok, thật mà. Bố cứ chèo con. Con đi làm đây, em đi làm nhá. Ờ, đi cẩn thận nhá. Vâng. Bố ơi, bố rửa tay vào ăn cơm. Ờ. À mà Thư này. Dạ. À, lọ chanh muối con ngâm cho bố ấy, tốt phết đấy. Ngậm cái đỡ ho hẳn đi. Không phải con. Ờ, chắc lại chị Huệ. Khổ thân con bé. Lấy chồng rồi mà cứ suốt ngày phải lo cho bố với các em thế này. Bố ơi. Ơi. Giờ là chị Huệ gửi à bố? Ờ. Bố sang chị lại dúi cho hộp lớn hộp bé. Mà Thư này. Dạ. Hình như lại giận thằng Khải. Mà khổ thân cái thằng ấy. Ừ, thấy vợ giận là cứ xoắn hết cả lên con ạ. Không làm gì đổi bại thì làm sao mà phải sợ. Cái gì mà đổi bại? Con ăn nói cho cẩn thận đấy. Mà không chỉ có ăn nói thôi đâu. Cả hành động nữa cũng phải cho nó đàng hoàng. Chị Huệ bảo bố là phải tin tưởng con. Nhưng mới nứt mắt ra đã dẫn trai vào nhà nghỉ. Thì bảo bố làm sao mà tin con được. Ngồi xuống ăn cơm đi. Việc này chưa xong với bố đâu. Nhá. Nếu con không nói hết sự thật, bố sẽ điều tra đến cùng. Bố. Bố vào ăn cơm đã. Con cứ ăn trước đi. Mày vào nhà nghỉ á? Vậy mày vào nhà nghỉ với ai? Thằng nào bất hạnh mà lại vớ phải mày thế? Không phải ai cũng dễ dãi như chị. Này, ăn nói cho nó đàng hoàng. Liêu láo. Tao dễ dãi nhưng mà tùy từng lúc. Cái gì cần giữ tao vẫn phải giữ nhá. Nhưng mà tóm lại là mày vào nhà nghỉ với ai? Đã làm gì nhau chưa? Hả? Mày cứ như thế này, tao còn lo nữa là bố. Ai thích lo gì thì lo. Hiểu như nào thì hiểu. Em không quan tâm. Mày sao mày láo thế hả? Thôi được rồi. Chị mày nể tình là mày cũng đủ tuổi. Chị mày rót cho mấy lời vàng ngọc vểnh tai lên mà nghe nhá. Nghe cho kỹ cho thấm vào này. Với đàn ông ấy, mình lợi dụng nó thì được. Nhưng mà đừng bao giờ để cho nó lợi dụng mình. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Ừ. Thì sao cái lúc chị làm ăn bung bét, không có thằng nào ló mặt ra cho chị lợi dụng đi. Mày ngu thật sự luôn ấy. Cái thái độ đấy của mày ấy, có chó đất thương. Đi ra mời bố vào ăn cơm đi. Nhanh lên. Và tướng. Alo. Chờ người ta lĩnh hết đạn rồi mới xuất hiện đấy hả? Biết rồi, trách ít thôi điếc hết cả tai. Mà đằng nào chị trả chuyển tiền rồi. Con phải thanh toán cho hai đại lý nữa cơ kìa. Biết, tính suốt từ sáng đây này. Rồi, suốt từ sáng à? Hai tuần qua em phải nghe chửi nhiều hơn 26 năm cộng lại đấy nhá. Được rồi, đây đây đây, đền, uống đi. Đền thế không biết. Mà chị cũng tính kỹ rồi nhá. Chị em mình mỗi đứa phải bù ra 55 triệu nữa. Chưa tính số lẻ đâu đấy. Rồi, phần của chị sẽ tự lo. Còn phần của em cũng tính dần đi là vừa. Thì em đang tính đấy thầy. Mà được chiều lắm cơ mà. Sao không xin tiền của ông bố ấy? Đào tiền của trai thì được. Ai đi xin tiền của bố già. Chị không biết là bây giờ em của chị có cả nguyên tắc cơ đấy. Mặc dù nguyên tắc sinh ra là để phá vỡ. Nhưng mà tất cả những chuyện gì liên quan đến bố em thì không. Đặc biệt là chuyện tiền nong nhá. Rồi, ok. Không xin tiền bố,
Thế thì xoay ở đâu? Kiểu gì mà chả có cách. Ngoại trừ bố em ra, anh là người đàn ông đầu tiên được uống cà phê em pha đấy. Thế mà có một cái duyệt chi mà anh chẳng ký cho em. Duyệt gì mà duyệt? Kịch bản đối tác người ta đã ưng đâu. Nhưng mà anh bảo anh ưng rồi còn gì? Bây giờ mới chờ người ta trả lời thì biết đến bao giờ? Thì phải đợi người ta phản hồi đấy chứ. Đấy, anh thấy chưa? Chỉ có mỗi mình em ở giữa là kẹt thôi. Chờ qua chờ lại, xong đến lúc muộn anh lại mắng em. Anh mắng em bao giờ? Mấy hôm trước anh chả mắng em còn gì. Mà nói chung là không ký duyệt chi ấy, thì cũng là không bằng lòng rồi. Anh ạ. Này, thế anh ký cho em cuối tuần đi chơi với anh nhé. Nhá. Úi dồi ôi. Gì đây? Anh đưa đây.